Bestseller tạo Forex gửi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi tiếp livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường bằng chính những giá trị tài khoản của bên trung tâm đào tạo Forex. Để mà gì nhà đầu tư đánh giá được bất kỳ một kiến thức giao dịch nào trên thị trường thì bản thân các bạn phải thấy rõ được giá trị kiến thức đấy được áp dụng vào trong thị trường giao dịch Forex này. Chúng ta không thấy được những cái giá trị kiến thức áp dụng vào trong thị trường thực tế thì bản thân chúng ta mà đã vội lao vào trong thị trường đấy là điều hết sức việc nguy hiểm. Đây trên đây là chúng tôi phối hợp các phương pháp giao dịch lại để gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể thấy rõ được các giá trị về kỹ năng giao dịch ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex và bản thân những giá trị mà nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá được. Thì đây là lệnh chúng tôi, thì chúng tôi xử lý lệnh ở trên thị trường. Thì bản thân các nhà đầu tư muốn giao dịch thành công trên thị trường thì bản thân các bạn phải nhìn nhận đánh giá được các cái vấn đề cốt lõi trên thị trường giao dịch Forex. Là lý do tại làm sao mà bản thân tôi có thể giao dịch và vận dụng một cách đều đặn trên thị trường và trong suốt nhiều năm qua chúng tôi đã gửi đến nhà đầu tư tất cả những tài khoản sâu full cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá, cũng như thì nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá được các giá trị cứu tài khoản trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi mong muốn rằng đây là điều mà nhà đầu tư có thể nhìn nhận. Và trong thời gian gần đây, hơn một năm qua trên thị trường, chúng tôi đã đánh livestream liên tục cho nhà đầu tư thấy. Và các phương pháp phối hợp lại trên thị trường được bên trung tâm đào tạo Forex vận dụng và gửi đến nhà đầu tư, từ những phương pháp giao dịch swing cho đến phương pháp giao dịch scalping và nhà phối hợp lại với nhau để tạo được ra các giá trị lợi nhuận trên thị trường. Và trong cả quá trình vừa qua, nhà đầu tư có thể thấy và hiểu được, và chúng tôi mong muốn rằng các bạn hiểu được một giá trị rằng để mà các bạn vận dụng được thì phải cần được thấy những giá trị kiến thức này được áp dụng vào trong thị trường từ chính những cái người thầy của các bạn đã bước ra chia sẻ cho các bạn trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chỉ khuyên các bạn một thứ, đừng nhận kèo của bất kỳ một ai, hãy nhận kèo từ chính bản thân các bạn đưa ra. Có như vậy thì các bạn mới tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Còn các bạn mà đi lệ thuộc hoặc là bản thân các bạn còn phải đi xin lệnh, hoặc bản thân chính các bạn còn phải lấn bấn trong chính những cái quyết định của bản thân chính mình khi tham gia trên thị trường thì đây là điều hết sức tai hại cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Hãy yêu cầu tất cả những ai mà các bạn tin tưởng trên thị trường giao dịch Forex chứng minh giao dịch live và toàn bộ tài khoản của họ. Có như vậy, đó mới là minh chứng rằng người đó thành công trên thị trường giao dịch Forex này. Chính vì vậy, chúng tôi gửi đến nhà đầu tư. Và hôm nay thì tôi gửi đến nhà đầu tư lời chúc sức khỏe buổi đêm nay. Mong rằng nhà đầu tư có thể qua những video này, các bạn có thể rút ra cho bản thân mình kinh nghiệm để có thể giao dịch thành công trên thị trường. Website đào tạo Forex.com xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.